Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Bích Đào. Hiện cô đang công tác tại trường Trung học cơ sở Hồng An, huyện Kim Động. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học giải bài toán bằng cách lập phương trình và luyện tập. Đây là phần kiến thức quan trọng của lớp 9 và các em ôn thi vào lớp 10. Ở lớp 8, khi các em học giải bài toán bằng cách lập phương trình, các em đã nắm được các bước để giải. Bây giờ cô cùng các em sẽ nhắc lại nội dung kiến thức đó. Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, các em làm theo 3 bước. Bước 1, lập phương trình. Ở bước này các em cần: thứ nhất, chọn ẩn số đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. Thứ hai, biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. Thứ ba, lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2, giải phương trình. Bước này các em giải phương trình vừa lập được ở bước 1. Với bước 2 thì các em có rất nhiều công cụ để các em giải phương trình, các em đã được học dưới lớp 8. Và một công cụ là kiến thức mới các em học ở lớp 9 là công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn, nếu phương trình các em đưa được về phương trình bậc 2. Bước 3 là bước trả lời. Trong bước trả lời này, các em kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình các em giải được ở bước 2, với điều kiện của ẩn ở bước 1, nghiệm nào thỏa mãn với điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi các em kết luận. Sau đây, cô cùng các em sẽ đi làm ví dụ thứ nhất. Ví dụ 1. Anh Hoàng chở hàng bằng xe đạp lên thị xã để bán. Lúc về, anh đã tăng vận tốc thêm 3 km/h. Do đó, thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của anh Hoàng lúc đi, biết quãng đường từ nhà anh đến thị xã dài 30 km. Khi đọc đề bài thì các em thấy được bài toán này thuộc dạng toán chuyển động. Vậy trong bài toán chuyển động này có mấy đối tượng tham gia vào bài toán? Thế vậy ở đây các em thấy trong bài toán này có một đối tượng tham gia chuyển động, đó là anh Hoàng. Vậy trong bài toán chuyển động có các đại lượng nào liên quan? Thế đây các em thấy được trong bài toán có các đại lượng liên quan là quãng đường, vận tốc và thời gian. Các đại lượng này liên hệ với nhau theo công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Trong đề bài các em thấy quãng đường có đơn vị là km, vận tốc có đơn vị là km/h, cho nên thời gian cũng phải có đơn vị là giờ. Vậy trước hết, để làm bài thì các em phải đổi 30 phút về giờ, và các em đổi được 30 phút bằng 1/2 giờ. Sau đây cô cùng các em sẽ đi phân tích bài toán theo bảng sau. Trong bảng thì các em thấy được có 3 đại lượng của bài toán, đó là quãng đường, vận tốc và thời gian, với 2 quá trình của anh Hoàng, đó là khi đi và khi về. Vậy đọc kỹ đề bài, các em xác định cho cô xem trong 3 đại lượng này đại lượng nào đã biết. Vậy trên đề bài chúng ta thấy quãng đường từ nhà anh Hoàng đến thị xã dài 30 km. Cho nên đại lượng quãng đường đã biết, chúng ta có thể điền luôn được vào bảng. Với 2 đại lượng vận tốc và thời gian chưa biết, các em có thể gọi một trong 2 đại lượng này là ẩn. Và trên đề bài hỏi chúng ta là vận tốc của anh Hoàng lúc đi. Ở đây các em có thể trực tiếp gọi vận tốc khi đi của anh Hoàng là ẩn. Ở đây cô gọi là x. Và điều kiện của vận tốc là x lớn hơn 0. Vậy thì vận tốc khi về của anh Hoàng được biểu diễn như thế nào? Trên đề bài các em thấy có điều kiện lúc về anh đã tăng vận tốc thêm 3 km. Cho nên đến đây vận tốc khi về của anh Hoàng là x cộng 3 km/h. Vậy thì thời gian khi đi và khi về của anh Hoàng được tính như thế nào? Vậy các em thấy từ công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, cho nên đến đây chúng ta thấy thời gian sẽ bằng quãng đường chia vận tốc. Vậy thời gian khi đi của anh Hoàng là 30/x giờ. Thời gian khi về của anh Hoàng là 30/x+3 giờ. Với điều kiện nào của bài toán thì các em có thể lập được phương trình? Ở đây các em thấy được là với điều kiện là thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút, tức là các em đã đổi về được thành 1/2 giờ. Với điều kiện đó,
các em lập được phương trình 30 trên x trừ 30 trên x cộng 3 bằng 1/2. Vậy bây giờ dựa vào bảng phân tích này, các em có thể trình bày lời giải chi tiết cho bài toán như sau. Gọi vận tốc lúc đi của anh Hoàng là x, đơn vị là km/h, điều kiện là x lớn hơn 0. Vận tốc lúc về của anh Hoàng là x cộng 3 km/h. Thời gian anh Hoàng đi từ nhà lên thị xã là 30 trên x giờ. Thời gian anh Hoàng quay trở về là 30 trên x cộng 3 giờ. Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 1/2 giờ, nên ta có phương trình 30 trên x trừ 30 trên x cộng 3 bằng 1/2. Phương trình các em vừa nhận được là một phương trình có chứa nở mẫu. Để giải phương trình này, bước đầu tiên các em phải tìm điều kiện xác định của phương trình. Tuy nhiên, trong bài toán giải bằng cách lập phương trình, chúng ta đã có điều kiện ngay từ bước chọn ẩn, cho nên đến đây chúng ta không cần tìm điều kiện xác định nữa. Để quy đồng và khử mẫu phương trình này, thì trước hết các em xác định mẫu thức chung của phương trình, thì chúng ta thấy mẫu thức chung của phương trình là 2 nhân x cộng 3. Quy đồng khử mẫu, chúng ta đưa về được một phương trình là 30 nhân 2 nhân x cộng 3 trừ 30 nhân 2x bằng x nhân x cộng 3. Các em biến đổi và đưa được về phương trình bậc 2, x bình phương cộng 3x trừ 180 bằng 0. Vậy giải phương trình bậc 2 này, các em tìm được biệt thức delta bằng 3 bình phương trừ 4 nhân 1 nhân âm 180 bằng 729. Các em tính được căn delta bằng 27. Đến đây các em tìm được phương trình có hai nghiệm phân biệt, nghiệm x1 bằng âm 3 trừ 27 trên 2 bằng âm 15. Nghiệm x2 bằng âm 3 cộng 27 trên 2 bằng 12. Các em kiểm tra hai nghiệm vừa tìm được với điều kiện của phương trình. Vì x lớn hơn 0, cho nên x bằng 12 thỏa mãn điều kiện. Đến đây các em kết luận được bài toán. Vậy vận tốc của anh Hoàng lúc đi là 12 km/h. Quay trở lại cái bảng phân tích, các em thấy vừa rồi chúng ta gọi vận tốc là ẩn. Tuy nhiên, ngoài vận tốc, thời gian cũng là đại lượng chưa biết, cho nên chúng ta có thể gọi ẩn theo cách khác. Ở đây các em có thể gọi thời gian khi đi hoặc khi về của anh Hoàng là ẩn. Nếu có gọi thời gian khi đi của anh Hoàng là x, đơn vị là giờ, thì các em cho cô biết xem là x này phải thỏa mãn điều kiện gì. Với điều kiện bài toán là thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút, tức là 1/2 giờ. Cho nên thời gian đi ở đây của anh Hoàng chắc chắn phải lớn hơn 1/2. Vậy thì x ở đây phải lớn hơn 1/2. Khi đó thời gian về của anh Hoàng là x trừ 1/2. Hay các em quy đồng lên chúng ta có là bằng 2x trừ 1 trên 2. Vậy vận tốc khi đó được tính như thế nào? Thì từ công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian, cho nên vận tốc đây sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Do đó, vận tốc khi đi của anh Hoàng là 30 trên x km/h. Vận tốc khi về của anh Hoàng là, các em lấy 30 chia cho 2x trừ 1 trên 2, thì chúng ta được là bằng 60 trên 2x trừ 1 km/h. Với cách chọn thời gian là ẩn, thì dựa vào điều kiện nào của bài toán các em có thể lập được phương trình. Vậy ở đây các em thấy theo điều kiện lúc về anh Hoàng tăng vận tốc thêm 3 km/h, nên ta có phương trình 60 trên 2x trừ 1 trừ 30 trên x bằng 3. Các em xác định được mẫu thức chung của phương trình là x nhân 2x trừ 1. Quy đồng khử mẫu, các em đưa về được phương trình là 60 nhân x trừ 30 nhân 2x trừ 1 bằng 3 nhân x nhân 2x trừ 1. Biến đổi phương trình, các em đưa được về phương trình bậc 2, 2x bình phương trừ x trừ 10 bằng 0. Các em dùng công thức nghiệm để các em giải thì chúng ta tìm được phương trình có hai nghiệm phân biệt, x1 bằng âm 2, x2 bằng 5/2. Kiểm tra hai nghiệm này với điều kiện của ẩn, chúng ta thấy được là x thỏa mãn lớn hơn 1/2 thì x bằng 5/2 thỏa mãn điều kiện. Tuy nhiên, giá trị tìm được là thời gian khi đi của anh Hoàng. Đây không phải là câu hỏi của bài toán.
Vậy để tính vận tốc của anh Hoàng lúc đi thì các em phải thêm một phép tính nữa. Các em lấy 30 chia 5 phần 2 bằng 12 km/h. Như vậy, với cách chọn thời gian là ẩn, là cái đại lượng bài toán không hỏi, thì cách chọn ẩn này là cách chọn ẩn gián tiếp. Như vậy, đối với bài toán này chúng ta có hai cách chọn ẩn. Cách các em chọn vận tốc là ẩn là cách chọn ẩn trực tiếp, và cách thứ hai này là cách chọn ẩn gián tiếp. Vậy thông thường trong khi giải bài toán bằng cách lập phương trình, các em có thể chọn ẩn trực tiếp. Tuy nhiên trong một số bài toán thì chúng ta sẽ chọn ẩn gián tiếp sẽ thuận tiện hơn. Sau đây cô cùng các em sang tiếp một ví dụ thứ hai. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Nếu tăng chiều dài thêm 12 m và chiều rộng thêm 2 m thì diện tích mảnh vườn đó tăng gấp đôi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó. Theo các em, bài toán này thuộc dạng toán nào? Ở đây các em thấy được là bài toán cho là mảnh vườn hình chữ nhật có liên quan đến chiều dài, chiều rộng và diện tích của mảnh vườn. Cho nên bài toán này thuộc dạng toán có nội dung hình học. Vậy để tính diện tích của hình chữ nhật, đây là công thức rất quen thuộc chúng ta đã biết. Được tính là diện tích hình chữ nhật thì bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng. Cho nên đến đây cô cùng các em sẽ đi phân tích bài toán theo bảng như sau. Trong bảng này các em thấy có 3 đại lượng. Chiều rộng, chiều dài đều có đơn vị là mét và diện tích là mét vuông. Vậy thì theo đề bài, đại lượng nào đã biết? Như vậy đây các em thấy được là 3 đại lượng này chưa đại lượng nào biết cả. Tuy nhiên với đại lượng là diện tích thì chúng ta thấy được là nó phụ thuộc vào hai kích thước là chiều rộng và chiều dài. Cho nên ở đây các em có thể tìm được chiều rộng, chiều dài, chúng ta sẽ tìm được diện tích. Vậy ở đây các em có thể gọi chiều rộng hoặc chiều dài của hình chữ nhật là ẩn. Giả sử cô gọi chiều rộng lúc đầu của cái mảnh vườn này là x, thì điều kiện là x phải lớn hơn 0. Khi đó, chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật chúng ta biểu diễn được như thế nào? Thì với điều kiện là chiều dài hơn chiều rộng 12 m, cho nên chiều dài lúc đầu của mảnh vườn này là x cộng 12 m. Khi đó, diện tích lúc đầu của mảnh vườn là tích của x nhân x cộng 12 m. Đơn vị là mét vuông. Vậy sau khi thay đổi thì chiều rộng, chiều dài và diện tích của mảnh vườn này như thế nào? Ở đây các em thấy nếu tăng chiều rộng thêm 2 m thì chiều rộng của hình chữ nhật mới này sẽ là x cộng 2 m. Chiều dài tăng thêm 12 m thì chiều dài mới sẽ là x cộng 12 cộng 12 và bằng x cộng 24 m. Khi đó, diện tích của hình chữ nhật sẽ là x cộng 2 nhân x cộng 24 m². Với cách chọn ẩn như vậy, chúng ta có thể lập phương trình của bài toán như thế nào? Thì với điều kiện là sau khi thay đổi thì diện tích mảnh vườn tăng gấp đôi. Nên đến đây, các em lập được phương trình. X cộng 2 nhân x cộng 24 bằng 2 nhân x nhân x cộng 12. Vậy dựa vào bảng phân tích này, các em cũng trình bày được lời giải chi tiết của bài toán như sau. Gọi chiều rộng lúc đầu của mảnh vườn là x, đơn vị là mét, điều kiện là x lớn hơn 0. Thì chiều dài lúc đầu của mảnh vườn là x cộng 12 m. Diện tích của mảnh vườn lúc đầu là x nhân x cộng 12 m². Chiều rộng của mảnh vườn sau khi tăng là x cộng 2 m. Chiều dài mảnh vườn sau khi tăng là x cộng 24 m. Và diện tích của mảnh vườn sau khi tăng là x cộng 2 nhân x cộng 24 m². Vì diện tích mảnh vườn sau khi thay đổi tăng gấp đôi, nên đến đây các em lập được phương trình. X cộng 2 nhân x cộng 24 bằng 2 nhân x cộng 12. Các em thấy phương trình các em nhận được không phải là phương trình có chứa ở mẫu. Cho nên với phương trình này, các em chỉ việc nhân phá ngoặc để chúng ta biến đổi
đưa về được phương trình bậc 2 là x bình phương trừ 2x trừ 48 bằng 0. Với phương trình bậc 2 này, các em có thể dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn hoặc đưa về phương trình tích để các em giải. Và phương trình giải phương trình này, các em tìm được hai nghiệm x1 bằng 8 và x2 bằng âm 6. Kiểm tra hai nghiệm này với điều kiện của ẩn thì chúng ta thấy x lớn hơn 0 cho lên x1 bằng 8, thỏa mãn điều kiện. Như vậy đến đây các em có thể kết luận được chiều rộng của mảnh vườn là 8m và chiều dài của mảnh vườn là 8 cộng 12 và bằng 20m. Tiếp tục, cô cùng các em sẽ làm tiếp một ví dụ thứ 3. Một xưởng may phải may xong 3.000 áo trong một thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế, 5 ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 2.650 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo? Theo các em, bài toán này thuộc dạng toán nào? Ở đây các em thấy bài toán này thuộc dạng toán công việc. Vậy để làm dạng toán công việc này, các em có thể áp dụng công thức tổng số sản phẩm bằng số sản phẩm trong một ngày nhân tổng số ngày. Vậy đến đây các em cũng lập bảng để chúng ta phân tích bài toán. Trong bảng này các em thấy có 3 đại lượng liên quan là tổng số áo may trong một ngày và tổng số ngày theo kế hoạch và thực tế. Các em đọc kỹ đề bài và cho cô biết đại lượng nào trong 3 đại lượng này đã biết. Như vậy ở đây các em thấy được là xưởng phải may 3.000 áo theo kế hoạch là 3.000 áo là đã biết. Và thực tế xưởng đã may được 2.650 áo. Như vậy đây tổng số áo theo kế hoạch và thực tế là các đại lượng đã biết. Như vậy với đại lượng số áo may trong một ngày, tổng số ngày là đại lượng chưa biết, các em có thể gọi một trong hai đại lượng này là ẩn. Ở đây bài toán hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may xong bao nhiêu áo. Cho nên cô có thể chọn ẩn trực tiếp. Nếu gọi số áo may trong một ngày theo kế hoạch là x, thì x ở đây phải có điều kiện là thuộc tập hợp số tự nhiên và x lớn hơn 0. Các em chú ý cho cô ở điều kiện. Với những yêu cầu của bài toán, hỏi chúng ta tìm số áo hoặc số cây hoặc số con hoặc số người v.v. Tất cả những cái giá trị là số đếm được thì điều kiện các em sẽ đưa về thuộc tập số tự nhiên khác 0 hoặc thuộc tập hợp số nguyên dương. Vậy thực tế số áo may trong một ngày là bao nhiêu? Thì với điều kiện là mỗi ngày xưởng may nhiều hơn 6 áo so với kế hoạch, cho nên đến đây thực tế trong một ngày số áo may được là x cộng 6 áo. Vậy thời gian để may hết 3.000 áo theo kế hoạch được tính như thế nào? Các em tính được là bằng 3.000 trên x ngày. Và thực tế làm được là 2.650 trên x cộng 6 ngày. Vậy với điều kiện nào của bài toán để các em có thể lập được phương trình? Ở đây các em thấy là xưởng đã may được 2.650 áo trước khi hết hạn 5 ngày. Dựa vào điều kiện này, các em lập được phương trình 3.000 trên x trừ 5 bằng 2.650 trên x cộng 6. Đến đây các em cũng có thể trình bày chi tiết lời giải cho bài toán như sau. Gọi số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch là x áo. Điều kiện là x thuộc tập hợp số tự nhiên, x lớn hơn 0. Số áo thực tế may được trong một ngày là x cộng 6 áo. Thời gian quy định may xong 3.000 áo là 3.000 trên x ngày. Thời gian may xong 2.650 áo là 2.650 trên x cộng 6 ngày. Vì xưởng may xong 2.650 áo trước khi hết hạn 5 ngày, nên ta có phương trình 3.000 trên x trừ 5 bằng 2.650 trên x cộng 6. Các em cũng quy đồng khử mẫu của phương trình chứa ẩn ở mẫu này. Các em đưa về được phương trình là 3.000 nhân x cộng 6 trừ 5 nhân x cộng 6 bằng 2.650 nhân x. Biến đổi phương trình
Kem đưa về được một phương trình bậc 2 x bình phương trừ 64x trừ 3600 bằng 0. Giải phương trình bậc 2 này, Kem áp dụng công thức nghiệm thu gọn để chúng ta giải. Kem tính được biệt thức delta phẩy bằng âm 32 bình phương trừ 1 nhân âm 3600 thì bằng 4624. Kem tính được căn delta phẩy bằng 68. Đến đây Kem cũng tìm được phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 Kem tính được bằng 100 và X2 tính được bằng âm 36. Kiểm tra hai nghiệm này với điều kiện của phương trình, chúng ta thấy X1 bằng 100 thỏa mãn điều kiện và X2 không thỏa mãn điều kiện. Như vậy đến đây Kem trả lời được, theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo. Ngoài cách chọn số áo may trong một ngày theo kế hoạch là ẩn, thì các em cũng có thể chọn ẩn theo cách khác. Ở đây các em có thể gọi tổng số ngày làm theo kế hoạch hoặc theo thực tế là ẩn. Nếu cô gọi thời gian theo kế hoạch là x, thì x ở đây phải thỏa mãn điều kiện gì? Theo điều kiện là 5 ngày trước khi hết hạn. Cho nên đến đây theo kế hoạch, thời gian làm này chắc chắn phải lớn hơn 5. Cho nên điều kiện x phải lớn hơn 5. Vậy thì thực tế số ngày làm là x trừ 5 ngày. Vậy số áo may trong một ngày được tính như thế nào? Chúng ta thấy được là số áo may trong một ngày chính là bằng tổng số áo chia tổng số ngày. Cho nên theo kế hoạch, số áo may trong một ngày là 3.000 trên x áo và thực tế là 2.650 trên x trừ 5 áo. Vậy điều kiện nào của bài toán để các em lập được phương trình? Thì với điều kiện các em thấy được là mỗi ngày xưởng may nhiều hơn 6 áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Cho nên đến đây các em lập được phương trình 2.650 trên x trừ 5 trừ 6 bằng 3.000 trên x. Vậy với phương trình lập được ở cách 2 này, về nhà các em sẽ tự giải cho cô. Tiếp tục, cô cùng các em sẽ làm ví dụ thứ tư. Hai người cùng làm chung một công việc trong 12/5 giờ thì xong. Nếu mỗi người là một mình, thì người thứ nhất hoàn thành công việc sớm hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu là một mình, thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc? Kem thấy ở bài toán này, đây là dạng toán làm chung công việc. Với dạng toán này, thông thường người ta cho thời gian để hai người hoặc hai đội làm chung và yêu cầu chúng ta phải tìm thời gian để mỗi người hoặc mỗi đội hoàn thành công việc. Và với dạng toán này thì các em có thể áp dụng công thức khối lượng công việc bằng năng suất nhân thời gian hoàn thành. Vậy đến đây, các em có thể lập bảng để chúng ta phân tích bài toán. Trong bài toán này, các em thấy có hai đối tượng tham gia. Có hai người và cụ thể là có người 1 và người 2. Vậy đối với bài toán mà hai người làm chung công việc, thì vì khối lượng công việc này không đếm được, cho nên chúng ta có thể coi khối lượng công việc này là 1. Vậy với cái bài toán làm chung công việc này, thì bài toán yêu cầu hỏi gì, chúng ta sẽ gọi trực tiếp đại lượng đó là ẩn. Như vậy ở đây bài toán hỏi thời gian mỗi người làm xong công việc, thì các em gọi thời gian hoàn thành công việc của người thứ nhất hoặc người thứ hai là ẩn. Nếu cô gọi thời gian hoàn thành công việc của người thứ nhất là x, thì điều kiện của x ở đây phải là gì? Các em thấy được là vì hai người làm chung trong 12/5 giờ thì xong. Cho nên mỗi người thời gian làm phải lớn hơn 12/5. Tức x ở đây phải lớn hơn 12/5. Vậy khi đó cái thời gian hoàn thành công việc của người thứ hai thì chúng ta thấy được là vì người thứ nhất hoàn thành công việc sớm hơn người thứ hai là 2 giờ. Cho nên thời gian hoàn thành công việc của người thứ hai là x cộng 2 giờ. Và của hai người là 12/5 giờ. Vậy chúng ta đã coi khối lượng công việc là 1. Như vậy trong 1 giờ thì người thứ nhất sẽ làm được 1 trên x công việc. Người thứ hai làm được 1 trên x cộng 2 công việc. Và hai người làm được, chúng ta lấy 1 chia 12/5 và bằng 5/12 công việc. Đến đây, các em sẽ lập được phương trình 1 trên x cộng 1 trên x cộng 2
bằng 5/12. Về nhà các em cũng trình bày hoàn thiện cho cô cái ví dụ 4 này vào trong vở của mình. Như vậy, trong tiết học hôm nay, cô cùng các em đã làm được bài tập ở một số dạng. Dạng thứ nhất là dạng toán chuyển động. Trong dạng toán chuyển động, các em cần ghi nhớ công thức quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Các em muốn tính vận tốc thì vận tốc sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Và thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc. Dạng toán thứ hai là dạng toán có nội dung hình học. Với dạng toán này thì các em cần chú ý đến các hệ thức lượng trong tam giác vuông hoặc công thức tính chu vi, công thức tính diện tích và một số công thức khác của các hình. Dạng thứ ba là dạng toán công việc. Với dạng toán công việc, các em cũng cần ghi nhớ công thức khối lượng công việc bằng năng suất nhân thời gian hoàn thành. Và các em tính năng suất thì sẽ bằng khối lượng công việc chia thời gian hoàn thành. Hay thời gian hoàn thành sẽ bằng khối lượng công việc chia năng suất. Các em vận dụng các kiến thức đó làm cho cô một số bài tập tự luyện sau. Bài 1. Một đội xe cần chở 480 tấn hàng. Khi sắp khởi hành, đội được điều thêm 3 xe nữa, nên mỗi xe chở ít hơn dự định 8 tấn. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe, biết rằng các xe chở như nhau. Bài 2. Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 20 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 2 km/h. Vì vậy, thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính vận tốc của người đó khi đi từ A đến B. Bài 3. Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc nhanh hơn đội 2 6 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc. Sau đây cô có thể hướng dẫn các em ở cái bài số 1. Với cái bài số 1, các em cũng phân tích bài toán bằng bảng. Vậy trong bảng này thì ở đây các em thấy được là chúng ta xác định được có 3 đại lượng liên quan. Là tổng số hàng, đơn vị là tấn, số xe chở hàng, đơn vị là xe, và số hàng một xe phải chở là tấn trên xe, theo dự định và thực tế. Đọc kỹ đề bài thì các em cũng thấy được tổng số hàng phải chở là đại lượng đã biết, các em điền luôn được vào bảng. Và bài toán hỏi đội có bao nhiêu xe, nên các em gọi ẩn trực tiếp. Chúng ta gọi số xe theo dự định là x, điều kiện là x lớn hơn 0. Thì thực tế, khi khởi hành thì đội được điều thêm 3 xe, cho nên thực tế là số xe chở hàng là x cộng 3. Đến đây các em sẽ tính được là số hàng một xe phải chở theo dự định là 480 trên x và thực tế là 480 trên x cộng 3. Với cái điều kiện là mỗi xe chở ít hơn dự định 8 tấn, nên các em sẽ lập được phương trình 480 trên x trừ 480 trên x cộng 3 bằng 8. Hay là một bài số 2. Với bài số 2, các em thấy đây cũng là một bài toán chuyển động, giống như ví dụ 1. Cho nên đến đây, trước khi làm bài, các em phải chú ý là đổi đơn vị thời gian 20 phút về thành 1/3 giờ. Và các em cũng lập bảng phân tích, chúng ta có tương tự giống như ví dụ 1. Thì đại lượng quãng đường đã biết, chúng ta điền luôn được vào bảng. Và với vận tốc và thời gian là hai đại lượng chưa biết, thì các em có thể gọi vận tốc hoặc thời gian là ẩn. Thì ở đây các em nên gọi ẩn trực tiếp. Gọi vận tốc khi đi của người đó là x, điều kiện là x lớn hơn 0. Thì các em sẽ biểu diễn được vận tốc khi về là x cộng 2, thời gian khi đi là 20 trên x, và thời gian khi về là 20 trên x cộng 2. Và dựa vào cái dữ kiện là thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút, cho nên đến đây các em sẽ lập được phương trình 20 trên x trừ 20 trên x cộng 2 bằng 1/3. Bài học của cô hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của các em. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.